Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái cách nhìn khác đi Các bạn thấy được là cái đợt điều chỉnh đi xuống giá đó là Từ khoảng chừng là 19.666 xuống còn 3.500 Đó chính là cái thời điểm điều chỉnh của mùa đông crypto Từ năm 2017 tới năm 2018 Thì các bạn thấy được là điều chỉnh 82% Thì nếu như mà chúng ta thấy là cái giá bây giờ cho là cái giá cao đi Chúng ta thấy được là cái giá cao nhất à, mới đây Là cái giá là 58.000 để thường trở lại cái biểu đồ thì khoảng chừng là 58.400. Thì nếu như chúng ta lấy cái mức là 58.400 này mà chúng ta cho là cái mức này là cái mức cao nhất đi. Nghĩa là giá Bitcoin sẽ không tăng hơn cái mức này nữa. Thì 58.400 này mà chúng ta nghĩ là đây là cái mức cao nhất mà chúng ta thấy cái đợt đi xuống giá là 82%. Bước vào mùa đông crypto như là chúng ta thấy của năm 2017 đó. Thì có nghĩa là cái giá nó sẽ đi xuống tới mức nào thì cái giá nó sẽ đi xuống là 0.18 nghĩa là còn lại 18% thì cái mức giá mà đi xuống vẫn là 10.512 vẫn hơn 10.000 đô. Có nghĩa là chúng ta ở thời điểm bây giờ nếu như mà chúng ta bước bước vào cái mùa đông crypto mà giá xuống 82% thì giá ở cái mức đáy của đợt này tính theo cái mức cao của ngày hôm nay thôi, có nghĩa là giá còn cao hơn nữa thì cái giá này sẽ nâng lên nhưng mà tính cái giá hôm nay thôi thì chúng ta vẫn thấy là cái đáy của đợt kế tiếp vẫn là hơn 10.000 đô, 10.512 chúng ta bây giờ tôi nghĩ là chúng ta đã có thể đưa ra một cái kết luận mà cũng là thuộc khá có lòng tin đó chính là giá Bitcoin sẽ không bao giờ trở về dưới 10.000 đô nữa chúng ta bây giờ hầu như đã rời khỏi 10.000 đô cũng như là chúng ta rời khỏi 100 đô, 1.000 đô trước đó khi mà rời khỏi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa và ở mức này hầu như là cái cơ hội thấy được dưới 10.000 đô là hầu như là không có thời điểm bây giờ tại vì cho dù là giá Bitcoin xuống 82% như là đợt năm 2017 thì giá vẫn là trên 10.000 đô. Đây là điều mà Thuận muốn nói với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu mà Thuận nghĩ là nhiều bạn rất muốn biết là với cái sự tăng giá này thì chỉ số NUPL bây giờ đang ở đâu. Để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn là bây giờ thì ít ra chúng ta thấy là chỉ số này vẫn đang nằm ở trong cái dùng màu xanh lá cây và cái lúc mà giá lên 55.776 đó thì chỉ số này lên tới 0.746 rất là gần 0.75 nếu như mà chúng ta chuyển qua màu xanh dương thì các bạn cũng đã biết là đây là một dấu hiệu không tốt và bây giờ thì chỉ số này đó đã reset bây giờ thì chỉ số mới nhất là 0.744 có nghĩa là ở cái mức là 56.134 chúng ta bây giờ hãy chờ đợi coi coi là qua ngày hôm nay khi mà giá cả tiếp tục tăng trưởng thì chỉ số này có lên tới cái dùng màu xanh dương hay không. Cho đến ngày hôm nay thì chỉ số này vẫn chưa chạm vào dùng màu xanh dương và nếu như mà bịt có một cái đợt điều chỉnh bây giờ thường cảm thấy là cũng hơi khó tại vì điều chỉnh chỉ mới năm sáu thôi đã có người vào để mà mua bitcoin cho nên nếu như mà chúng ta có một đợt điều chỉnh mà xuống hai mươi ba phần trăm thì lúc đó chỉ số này sẽ reset lại chúng ta sẽ an tâm hơn nhưng mà tin bây giờ đó thường thấy được là cho dù là bitcoin điều chỉnh thì chúng ta cũng không biết được con sẽ điều chỉnh bao nhiêu sâu tại vì các bạn thấy là tối hôm qua chỉ điều chỉnh năm phần trăm thôi thì đã có người nhảy vào để mà đẩy và đẩy lên tới mức cao cho đến ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cái chỉ số này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái chỉ số khác thì xa hơn là NUPL rất là nhiều cho nên chúng ta bây giờ cũng không quan tâm nhiều đến những cái chỉ số khác chúng ta bây giờ chỉ quan tâm đến chỉ số NUPL tại vì chỉ số này là cái chỉ số mà gần có cái dấu hiệu định nhất ở thời điểm bây giờ khi chúng ta nói tới những cái chỉ số của Classno chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin khác đi thì liên quan đến là những thời đào thì nếu chúng ta nhìn vào tình hình trong thì gần đây đó thì các bạn thấy được là Chúng ta nhìn vào tình của thời đào trong vòng là cả tuần qua thì thời đào không có dấu hiệu bán, các bạn thấy được những chỉ số này là 1.95, 1.75, 0.62, 0.81, 1.11 các bạn thấy được trong vòng cả tuần qua thì những thời đào không có dấu hiệu bán mạnh. Các bạn cũng đã biết là nếu như chỉ số này, chỉ số MPI này mà dưới số 2 thì những thời đào không bán mạnh thì bây giờ, thời điểm bây giờ những thời đào không có dấu hiệu bán mạnh cho nên cái lực bán của những thời đào đã bị giảm đi. Cái lực bán bây giờ thường nghĩ là đến từ những người mà chốt lời. Những người mà đã có lời quá nhiều thì họ chốt Nhưng mà những người đó các bạn cũng đã biết là chốt Cho đến một mức đầu đó mà thôi Họ sẽ không còn lời để mà chốt nữa Không giống như là thời đào Ngày nào cũng đào được Bitcoin Những người mà có lời thì chốt hết lời Họ sẽ không còn lời để mà chốt Cho nên lực bán theo lý thì sẽ giảm theo thời gian Miễn là chúng ta không thấy cái sự tăng trưởng Về cái lực bán đến từ thời đào Và chúng ta thấy được là Michael Saylor Đã đưa ra một cái lý thuyết ở trên Twitter mà thường cảm thấy là rất có lý và hầu như là một số những cái hội đào cũng đã suy nghĩ đến đó chính là tại sao những hội đào lại bán Bitcoin tại vì tính ra cái số lượng Bitcoin mà họ bán đó để họ có tiền tiếp tục kinh doanh cái công việc đào của họ thì cái số lượng mà họ bán nó tính theo cái giá bây giờ họ đã bán rất là sớm rồi tại vì những thời đào họ cần tiền để mà tiếp tục kinh doanh cho nên họ cần phải bán Bitcoin nhưng mà nếu như mà những thời đào này là bán cổ phần công ty có nghĩa là họ tìm cách để mà được lên sàn chứng khoán, bán cổ phần công ty hay là học giống như là Michael Strategy, bán trái phiếu thì những công ty nào này có thể là kiếm được tiền để tiếp tục kinh doanh. Trong lúc mà họ vẫn có thể tiếp tục lưu trữ Bitcoin và nếu như họ lưu trữ Bitcoin thì tới ngày hôm nay họ đã lời rất là nhiều rồi. Tại vì các bạn thấy được là họ bắt buộc phải bán Bitcoin nếu như mà họ không còn tiền để mà kinh doanh. Nhưng mà nếu như mà họ học theo Michael Strategy thì những công ty này có thể là kiếm được tiền từ cách bán trái phiếu và sẽ giảm đi cái lực bán của Bitcoin khiến cho giá Bitcoin lại càng có sự tăng trưởng mạnh hơn nữa. Đây là điều được chia sẻ bởi Michael Saylor. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin đi thì Bitcoin các bạn thấy được là bây giờ ở trên những sàn giao dịch đó thì chúng ta không thấy có nhiều Bitcoin nữa. Chúng ta đã thấy là bắt đầu từ tháng 3 của năm ngoái cho tới bây giờ. Trong nhiều một năm qua thì cái đường màu đỏ này đã đi xuống liên tục có nghĩa là cái số lượng Bitcoin trên sàn đã từ 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 không còn nhiều nữa và cho tới ngày hôm nay thì các bạn thấy được là trên tất cả các sàn chuẩn đoán chỉ có khoảng 2,35 triệu Bitcoin mà thôi chúng ta mặc dù thấy giá cả đạt kỷ lục nhưng mà không có nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn vẫn còn rất là thấp và nếu chúng ta thấy cái nhu cầu mua Bitcoin có tăng lên và tăng lên như vậy thì đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là giá cả tăng lên tại vì cái đường màu đỏ này đi xuống thì cái đường màu đen này các bạn thấy là có cái sự tăng trưởng tại vì đương nhiên cái nguồn cung đi xuống thì nguồn cầu sẽ có sự tăng trưởng thì một số bài hỏi thường là tình hình bây giờ những cái đồng ổn định ở trên những cái sàn thì như thế nào Thì để thường zoom vào những đồng ổn định ở trên sàn thì vẫn có một cái sự tăng trưởng Mặc dù là các bạn thấy được là từ ngày 3 Tây tháng 2 cho đến ngày 18 Tây đó Thì cái số lượng những đồng ổn định trên sàn đã hầu như đi hàng ngang Nhưng mà trong thời gian gần đây lại có thêm cái sự tăng trưởng Thì bây giờ ở trên những giao dịch vẫn còn rất là nhiều đồng ổn định Các bạn thấy được là đã lên tới 7,77 tỷ đô la đồng ổn định rồi Cái con số đồng ổn định trên những sàn giao dịch rất là nhiều và đây là một trong những cái lực mua rất lớn nếu như mà những động định này được đẩy vào những cái altcoin hay là bitcoin hiện bây giờ. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Coinbase Premium Index nghĩa là cái sự chênh lệch giá giữa sàn Coinbase Pro và sàn Binance. Các bạn cũng đã có thấy những dẫn chứng là những cá vô bây giờ là thu mua ở đâu thu mua trên sàn Coinbase Pro là các bạn thấy được là công ty MicroStrategy hay là công ty Tesla cũng đã xác nhận là họ thu mua Bitcoin trên sàn Coinbase Pro và chúng ta thấy được là đường màu đỏ này mà tăng đó thì đó là dấu hiệu là cá voi đang thu mua thì các bạn thấy là trong cái thời gian 24 giờ qua thì đã có nhiều đợt các bạn thấy được là cái giá trên sàn Coinbase đã cao hơn cái giá trên sàn Binance lên tới là 59 đô, 60 đô thậm chí là lên tới là 73 đô thì đây là cái dấu hiệu là có nhiều cá voi cũng đang thu một bitcoin và một trong những cái đợt mua thì tôi nghĩ là đến từ công ty Michael Strategy. Tại vì bạn cũng đang nhớ là cách đây hai ngày thì công ty Michael Strategy đã thành công để mà bán được trái phiếu tổng cộng là 1,05 tỷ đô la, có nghĩa là 1 tỷ 5 triệu đô la. thì chúng ta thấy được, có nghĩa là hơn 1 tỷ đô la. Trước đây thì họ nói là họ muốn bán thêm trái phiếu là 600 triệu Sau đó họ nâng lên là 900 triệu nhưng mà bây giờ đã lên tới là hơn 1 tỷ đô la và vẫn bán được rất nhanh chóng Và cái số tiền này sẽ dùng để mà đi thu mua Bitcoin và có thể họ đã bắt đầu thu Bitcoin rồi Cho nên một trong những cái lý do tại sao tôi nghĩ là cái Coinbase Premium tăng trưởng trong thời gian khoảng chừng là hai ngày qua Các bạn thấy được là hai ngày qua thì đã có một cái sự tăng trưởng cao hơn là những ngày trước đó cái đường màu đỏ này đã có cái dấu hiệu tăng trưởng cao hơn thì đây là những cái đợt mà thường nghĩ là đã có một số cá voi thu mua và thường nghĩ một chuyên cá voi đó chính là Michael Strategy hiện bây giờ hầu như những công ty này không ngừng nghỉ tiếp tục thu mua và thu mua bitcoin bây giờ chúng ta hãy chuyển qua đây mà nói về Tamiyam đi thì Tamiyam tuy là giá cả các bạn thấy là không có sự di chuyển vẫn xây quanh một 2.000 đô thì nhiều bạn cũng bắt đầu là cảm thấy là không có cái sự kiên nhẫn với lợi giá của Ethereum nữa nhưng mà trên căn bản thì những gì mà chúng ta đã biết về Ethereum không thay đổi các bạn thấy được là cái số lượng Ether ở trên sàn giao dịch vẫn tiếp tục bị mất đi từ cái mức là tháng 8 của năm ngoái cho tới bây giờ nhưng màu đỏ này liên tục đi xuống thì các bạn thấy được là Ether càng ngày càng được thu mua bởi một nhóm người nào đó và được lấy ra khỏi sàn rất là nhanh chóng và thậm chí các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether mà được stake đi chúng ta tính theo cái số Ether thì đã lên tới 3,17 triệu đồng Ethereum đã được lock lại trong Ethereum 2.0 và tính theo phần trăm đó thì các bạn thì được đã lên tới là 2,77% của Ether được lock lại cho nên tình hình của Ether cũng rất giống như là tình hình của Bitcoin trước đây khi mà thường chia sẻ với các bạn là có rất nhiều Bitcoin được thu mua và đem ra khỏi sàn từ tháng 3 của năm ngoái. Các bạn có nhớ là vài tháng trước chúng ta nói rất nhiều về cái thông tin này nhưng mà giá Bitcoin thì lại không thấy có sự chuyển động mạnh và nhiều bạn cũng cảm thấy là bắt đầu không có còn kiên nhẫn nữa nhưng mà ngay sau đó thì giá Bitcoin đã tăng trưởng. Bây giờ tình trạng thì đối với Thuận, vẫn có cảm nghĩ là rất tương tự như là Bitcoin lúc mà Bitcoin xây quanh cái mức là 20.000 đô thì chúng ta bây giờ thấy Ethereum cũng trong cái tình hình tương tự Đây là cái tình hình của Ethereum mà Thuận muốn mang đến cho các bạn Và kế tiếp thì là một trong thông tin mà nhiều bạn rất là muốn biết Đó chính là cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC Nhưng mà nào mà không hiểu thì có thể là lên trên uh, Thuận Capital Channel Để mà đi tìm kiếm những thông tin liên quan tới vụ kiện giữa Ripple và SEC Tại vì Thuận đã nói rất nhiều về cái thông tin này Nói tóm tắt lại thì công ty Ripple cái công ty mà nhiều người tin tưởng đang đứng sau lưng đồng XRP là công ty mà đang bị kiện bởi bang chứng khoán của Hoa Kỳ tại vì SEC nói là đồng XRP là một chứng khoán và công ty Ripple là đang bán chứng khoán trái phép và cộng với đó nữa là SEC cáo buộc hai người mà bây giờ đang dẫn đầu công ty Ripple là Chris Larson và Brad House là cố tình làm giá đồng Ripple trên thị trường cho nên bây giờ cái vụ kiện này là một cái thông tin mà nhiều bạn rất muốn biết tương lai của XRP sẽ ra sao thì bây giờ là chủ nhật của Hoa Kỳ tuy là Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ hai ngày 22 nhưng mà hôm nay lúc làm video này chỉ là ngày chủ nhật mà thôi ngày 21 tây ngày mai thì mới bắt đầu cái ngày ra tòa đầu tiên và sẽ ra tòa trực tuyến có nghĩa là ra tòa thông qua internet chứ không phải là đến tòa và ngày mai chỉ là ngày sơ thẩm mà thôi chúng ta sẽ không biết kết quả ngày mai nhưng mà chúng ta ít nhất cũng sẽ biết thêm một số những thông tin là tình hình cái vụ kiện này như thế nào thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được thường đã chia sẻ trong một cái video gần đây đó chính là cái cơ hội mà sec và công ty ripple bắt tay làm hòa trước khi mà ra tòa hầu như là không có khác với là những cái dự kiện trước đây các bạn thấy là công ty Ripple cũng đã kiện những cái dự án như là dự án EOS hay là dự án Kick vân vân rất nhiều những dự án đã bị kiện với SEC nhưng mà họ đã bắt tay giảng hòa và chấp nhận đóng phạt rồi sau đó cứ tiếp tục giống như là công ty Block One công ty đứng sau lưng của đồng EOS gì đó nhưng mà bây giờ XRP và công ty Ripple thì cái dự kiện này rất là khác các bạn thấy được là bây giờ có một lý do gì đó thường vẫn chưa có hiểu thường nghĩ đến chúng ta phải cần thấy ra tò thì mới biết được là tại sao mà luật sư của hai bên không chấp nhận đàm phán trước khi ra tòa và đây là những điều mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày chủ nhật ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này link màu xanh dương hay là link màu vàng thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn EMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ EMT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Me Trade này những chi tiết sẽ nằm bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều phải bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ đội thông cáp sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn margin bybit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% Sàn Coinbase, một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi Các bạn có thể là tham gia Tomolink Thuận Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên Các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên Sàn Prime XBT thì bây giờ có bonus 5% khi mà nạp tiền Các bạn có thể là nhập cái mã Thuận C để nhận được bonus này Các bạn hãy bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của Thuận Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn